Khám phá một vùng đất cũng giống như tìm hiểu một con người, chưa bao giờ là đủ để chạm tới tận cùng. Với tôi, mỗi lần tới với Yên Minh là một lần khám phá thêm nhiều điều mới lạ. Nhiều ngả đường chưa kịp biết tên nhưng đã đong đầy nhung nhớ. Nhiều con người chưa gặp mà ngỡ như đã quen thuộc từ lâu. Yên Minh trong tôi là một thanh âm đặc biệt trong bản hòa ca của núi rừng Hà Giang. Yên Minh là một trong bốn huyện thuộc vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nằm ở độ cao trung bình 1.200m so với mặt nước biển, cách thành phố Hà Giang gần 100km. Để lên tới Yên Minh, bạn sẽ đi trên những cung đường được xếp vào bậc đẹp nhất của Việt Nam. Yên Minh, mặc dù có khí hậu nóng hơn các huyện khác của vùng cao nguyên đá như Quản Bạ, Đồng Văn hay Mèo Vạc, nhưng ở bất cứ thời điểm nào trong năm, bạn cũng có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của biển mây bồng bềnh quấn quanh đỉnh núi. Để săn được mây, bạn cần phải đi vào sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên ló dạng. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải thức dậy quá sớm bởi thời tiết mùa này mây lâu tan. Đến khoảng 8 giờ ở Yên Minh vẫn còn nhiều mây. Mây phủ quanh đỉnh núi, tràn dưới thung lũng, vương trên ngọn cây. Với những du khách ở miền xuôi lần đầu đến với cao nguyên, được ngắm nhìn biển mây cuồn cuộn dưới chân sẽ là một cảm giác vô cùng đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, khi tới với huyện Yên Minh, du khách có thể dễ dàng bắt gặp được những địa điểm đẹp để check-in và ngắm cảnh. Tại thôn Ngán Trải, xã Lao Trải, huyện Yên Minh đã cho xây dựng một lầu ngắm cảnh. Tại đây thì du khách có thể ngắm nhìn quang cảnh bao la xung quanh với những dãy núi đá chập trùng, những thửa ruộng bậc thang, những mái nhà xen kẽ nhau và đặc biệt là một biển mây bồng bềnh như là chốn tiên cảnh vậy. Bên dưới lầu ngắm cảnh tại thôn Ngán Trải, xã Lao Trải là điểm dừng chân đã được xã hội hóa. Sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân khiến cho các điểm dừng chân được trùng tu, nâng cấp. Dừng chân ngắm cảnh kết hợp dịch vụ lưu trú, tạo sự phong phú dịch vụ du lịch tại Yên Minh. So I left with my friends yesterday from Hà Giang and we've been doing the loop for 4 days now. Today is the second day. And we just really enjoy all the nature. It's beautiful over here and the people also are really nice. So we're having an amazing time. We've been traveling with a bike. So yes, it's been pretty nice. Impressed. I think the nature, all the mountains and you know at every corner we turn is just something completely different. So it's really beautiful. I'm really impressed by the nature here. Yeah. It's incredible. We're in the clouds here, like it's, yeah, so beautiful. Just driving like on the motorbike yesterday, like I was almost making me emotional. It's just so beautiful here and the people are so nice and it's so different from where I'm from in terms of the natural beauty and the culture. So for me, it's a very exciting opportunity to be out here.
Các điểm dừng chân cũng được xây dựng rải rác trên tuyến đường từ thị trấn vào xã. Đặc điểm chung là thường đặt ở những nơi cao, thuận lợi cho view xuống thung lũng làng bản, có thể ngắm nhìn núi non trùng điệp. Dừng chân ngắm cảnh, thưởng thức vi nước giữa thênh thang đất trời sẽ đem đến cho bạn những phút giây tĩnh lại, thư thái sau khi trải qua những cung đường quanh co đầy thử thách. Trước thênh thang đất trời, bạn vừa thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng đồng thời cảm nhận được sự hòa hợp tuyệt vời với tự nhiên. Đến Yên Minh, đừng bỏ qua rừng thông thuộc xã Na Khê, nơi được mệnh danh là Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng cao nguyên đá Đồng Văn. Dạo chơi dưới những tán lá kim xanh để cảm nhận không khí thơ mộng như một bức tranh tự nhiên say đắm lòng người. Yên Minh là nơi sinh sống của 17 dân tộc. Mỗi dân tộc lại có những nét văn hóa đặc sắc riêng thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, văn nghệ dân gian và các lễ hội. Vào đầu xuân khi đến với Yên Minh, có thể được tham dự lễ hội cầu tàu của người Mông ở xã Đường Thượng. Khi ngày mùa tới, hòa mình trong không khí náo nức của Tết cá người Tây ở xã Mậu Duệ. Mỗi nơi đã đi qua, mỗi con người gặp gỡ, mỗi phong tục tập quán đều sẽ để lại trong lòng người những ấn tượng khó quên. Đến Yên Minh, đừng quên thưởng thức những đặc sản đậm đà hương vị núi rừng và thấm nhuần nét đặc trưng trong truyền thống ẩm thực dân tộc. Đó là những búp chè san tuyết mọc trên đỉnh núi Mờ Sương của xã Ngam La. Thưởng trà ở vùng cao Hà Giang đem đến nhiều cảm giác đặc biệt. Giữa gió núi mây ngàn, vị ngọt đượm xen chút chất đắng của chè Ngam La khiến bất cứ ai cũng phải say mê. Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ đẹp ở những cung đường, ở núi non cảnh sắc, mà còn chứa đựng trong mình dòng chảy bình dị của những sinh hoạt tập quán có từ lâu đời, cùng sự hồn hậu, thân thiện của con người bản xứ được thể hiện ở ngay chính những món ăn họ làm ra, đang đón chào du khách đến trải nghiệm. Mang trong mình dòng chảy cùng những trầm tích văn hóa qua nhiều thế hệ, nhưng Yên Minh đang chứng tỏ là một vùng đất có sự chuyển mình mạnh mẽ, trở thành nơi thu hút đầu tư phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Các nhà hàng khách sạn sang trọng được xây dựng đáp ứng nhu cầu dịch vụ cao cấp. Nhiều điểm dừng chân được xã hội hóa, trùng tu nâng cấp đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị nhất. Bên cạnh đó, nhiều dự án, khu nghỉ dưỡng quy mô cũng được đầu tư, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của huyện Yên Minh nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung trong việc biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đến với Yên Minh, ngoài thưởng lãm cảnh quan, bạn có thể thưởng thức nhiều loại bánh truyền thống của người Tày như bánh khảo hay bánh bỏng. Các loại bánh truyền thống ở đây có một hương vị rất đặc trưng mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Bánh khảo của người Tày vốn được làm vào những dịp Tết, nhưng hiện nay có thể làm quanh năm để phục vụ nhu cầu khách du lịch. Để lâu mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon, không bị mốc, bị thiêu, nên bánh khảo tựa như một thứ lương khô ngọt ngào của người Tày. Gạo được chọn làm nguyên liệu để làm bánh khảo là loại gạo nếp được thu hoạch từ chính những thửa nương ở địa phương. Quá trình sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên, không dùng phân bón hay thuốc trừ sâu, do đó đảm bảo độ sạch, thơm ngon, hạt tròn mẩy. Khác với ở Cao Bằng và các vùng người Tày khác, người Tày ở Yên Minh cho thêm vào bánh khảo của mình hoa hồi và thảo quả, trộn với gạo rồi rang đều lên, sau đó xay ra thành bột. Một điểm khác biệt nữa là nếu bánh khảo ở các vùng khác thường dùng đường kính hoặc đường phèn thì bánh khảo ở Yên Minh lại dùng đường thốt nốt. Đường thốt nốt là phần nước dịch lấy từ nhị hoa của cây thốt nốt rồi được chế biến thành đường. Loại đường này có vị ngọt thanh, thơm đặc biệt và mát hơn đường mía.
Đường thốt nốt được trộn đều với bột, trà lại cho bột ngấm đường, tơi xốp, sau đó đem hạ thổ khoảng 4 đến 5 ngày cho bột hút đủ ẩm, ỉu ra là có thể đem đóng khuôn bánh. Chiếc bánh khảo tròn tròn lại có hoa văn trên mặt, khi thưởng thức có vị thơm ngon đặc trưng của hoa hồi và thảo quả. Vị ngọt mà không ngấy của đường thốt nốt hòa quyện với bột trắng mịn. Ai thích ăn nhân có thể chọn loại bánh có nhân mè đen bên trong. Đến với cả Hà Giang, tôi được nghe khá nhiều người giới thiệu về cái món bánh khảo này. Vị gạo nếp ở trong này tương đối rõ và ăn vào thì nó sẽ kiểu ngọt ngọt, xong rồi bùi bùi và nó cũng mềm mềm. Thế nói chung là ăn khá là thích. Tôi nghĩ là tôi sẽ mua về làm quà để cho gọi là những người trong nhà có thể thưởng thức. Những ai chưa đến thì lên Hà Giang nhất định sẽ phải ăn bánh khảo Hà Giang. Ngoài bánh khảo, người Tây ở Yên Minh còn có món bánh đặc trưng khác, đó là bánh bỏng. Nếu ở các vùng khác, bánh bỏng được làm khá đơn giản là nổ gạo rồi trộn với đường đã thắng, thì ở Yên Minh, bánh bỏng được chế biến rất công phu. Gạo đem ngâm khoảng 8 tiếng rồi cho lên đồ, sau đó trộn với bột sắn cho tơi, rồi đem đi giã để hạt gạo dẹt và có độ bền. Gạo lại tiếp tục được đem đi phơi và sàng cho hết bột sắn, rồi lại đem giã tiếp. Sau 2 lần giã, gạo được ướp với dầu ăn rồi đem đi rang. Sau đó được đem trộn với đường đã thắng và tạo khuôn. Ẩm thực truyền thống không chỉ đơn giản là đồ ăn thức uống hàng ngày, mà còn là nét văn hóa đặc sắc cần được giữ gìn của mỗi dân tộc. Và hiện nay, nó trở thành sản phẩm hàng hóa đem lại thu nhập cho bà con và tạo nên thương hiệu của mỗi địa phương. Yên Minh nói riêng và cao nguyên đá Đồng Văn nói chung không chỉ đẹp ở những cung đường, ở cảnh sắc núi non mà còn chứa đựng trong mình dòng chảy bình dị của những sinh hoạt tập quán có từ lâu đời, cùng sự hồn hậu, thân thiện của con người bản xứ được thể hiện ở ngay chính những món ăn họ làm ra, đang chào đón du khách đến trải nghiệm.